Xin chào thưa cùng quay trở lại tại sân Bundaba trong buổi tối ngày hôm nay để tiếp tục theo dõi trận các trận đấu giao hữu máu của ca thủ 16 tim và ca thủ trẻ Cần Duộc. Hiệp một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Hiện thủ thành Minh Quân, số 8 Hoàng Thái, số 10 Đồng Nghĩa và số 4 Phước. Một không dành cho trận đấu và nó dành cho cao thủ 16 tim. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang chiếc áo số 10. Tình huống của Quốc Huy. Pha bật bóng bởi trong phòng ngự của cao thủ áo xanh và họ đã phải nhận bàn thua. Rất đáng tiếc. Trong một trận đấu mà chúng ta được chứng kiến bàn thắng sống. Và ai cũng chứng. Cú sút và cũng là câu trả lời đến từ các thủ áo xanh. Bóng tìm đến sang ngang. Cú dứt điểm nữa dành cho cao thủ của 16 tim. Vẫn là những tình huống ở hành lang cánh trái. Như vậy là bàn tỷ số của họ đã được nâng lên con số 2. Người ghi bàn đó là cầu thủ Mao, số 25 Hồng Tới. Quốc Huy và bên Gia Hồng. Đó là cơ hội phản công. Hoàng Thái. Lấy bóng của Ba Tình. Phải là một pha xuất sắc nữa của thầy Bình Quân. Số định của Bình Quân sẽ mang đến thời gian của trận đấu là hơn 20 phút. Tỷ số vẫn đang là 2-0 game về cao thủ 16 tim. Hồng Tới có cơ hội dành cho số 25 Hồng Tới. Vẫn là cú dứt điểm ra ngoài. Tình huống, ba tình huống mà Hồng Tới đã dứt điểm ra ngoài, nó làm cho bàn thắng ghi bàn của anh trở nên lu mờ hơn. Có vẻ như góc cánh phải cho Quốc Thành. Cảm ơn người anh em anh Phương. Như có bàn thắng dành cho cao thủ của 16 tim. Đó dường như là một món quà. Sai số trong nỗ lực xử lý của thủ thành Minh Quân và đã khiến cho mảnh lưới của 16 tim sửa đổi của ca thủ trẻ Cần Duộc đi du lịch, và đó là bàn thắng có lẽ chúng ta phải công bằng mà nói là bàn thắng dành cho thủ thành của 16 tim. Bởi đó là Hồng Tới. Và đó số 25 quá người được chuyển vào. Quốc Huy là người đã chuyển bóng và ở phía trong Hoàng Huy. Pha trả bóng của Grumao số 25 mang về bàn thắng thứ tư dành cho cao thủ 16 tim. Cũng là số 25 nhưng số 25 này nó lạ lắm. 4-0 rồi. Không tới. Đây rồi, cuối cùng thì cũng có bàn thắng thứ hai dành cho Hồng Tới. Tỷ số được nâng lên là 5-0. Từ đây FIFA xử lý gọn hơn.
đơn giản thì nó sẽ trở thành một cú dứt điểm hiệu quả. Bàn thắng thứ 6 dành cho cao thủ của 16 team. Và đó là hat-trick của Hồng Tới. Anh vẫn kịp để có thể gia tăng thêm thành tích cá nhân dành cho riêng mình ở trong trận đấu này. Vẫn còn. Đình Yên trao về cho Minh Quân. Không một bình thường là cầu thủ tung vào sân nguy hiểm. Bàn thắng thứ 7 dành cho trận đấu này và nó thuộc về cao thủ của 16 team. Gửi ghi bàn lần này cầu thủ báo số 12. Còn cái bàn từ cánh trái của Minh Khánh. Trận đấu vẫn tiếp tục. Bình thường có bàn thắng thứ 8 dành cho cao thủ của 16 team và lần này đó là bàn thắng dành cho số 1 Bình thường. Sau khi bàn đi, Bình thường cũng sẽ rời sân bên phía cao thủ 16 team. Ăn mừng rất ấn tượng. Từ đó là bắt bóng bật ra. Coi không thành trống rồi. Tuy nhiên lại không có cú dứt điểm. Ngoài việc mà Hồng Tới đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở trận đấu này thì 16 team trong thoại là thủ thành vẫn đang giữ sạch lưới. Nhưng khả năng ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ là một thủ môn khác sẽ được nhận được phần thưởng này. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của các cầu thủ trẻ Cần Thuộc và 16 team. Chiến thắng 8-0 dành cho cao thủ 16 team và trong đội của thủ thành trong thoại. Và cú hat-trick của Hồng Tới sẽ nhận hai phần thưởng đến từ Trung Nam A chương trình tiếng Anh khách hàng của 2022. Chúc mừng trọng tài và Hồng Tới của cao thủ 16 team và cảm ơn cao thủ của trẻ Cần Thuộc và 16 team đã mang đến trận đấu này. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những lần thi đấu tiếp theo. Còn bây giờ anh Yên và nhà máy kiếp thân ái chào tạm biệt.